Hello em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn như anh em mà chưa biết nhiều về mình á, sẽ tìm mình như thế nào ha. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tìm mình qua mạng và như anh em mà muốn cập nhật của mình cái kênh của mình á, thì biết những mình đang có những xe gì á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em xem clip này để hiểu mình nhiều về mình hơn ha. Ok, thì sẵn mình cập nhật xe luôn. Đang là Z1025 ha. Mình đang còn Z1025, 2017, 2018, 2019, và Z8 ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở máy lên để hướng dẫn anh em làm cái tìm mình qua trên điện thoại và tìm mình trên cái máy tính sẽ như thế nào nha. Ok. Hello anh em, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào chưa biết nhiều về mình ha. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em tìm cái kênh mình và tìm mình trên Google Maps như thế nào ha. Và tìm mình trên mạng sẽ như thế nào. Ok anh em, thì mình sẽ hướng dẫn anh em tìm mình sẽ như thế nào. Thì thí dụ như anh em chưa biết nhiều về mình ha, thì anh em cứ bấm lên giỏi trạng đi. Thì Google nó sẽ tìm ra giỏi trạng ha, mình cứ bấm ra. Thì đây là cái Facebook của mình nha, và đây là cái Google Maps của mình, và đây là cái YouTube của mình. Bấm vô YouTube đi. Thì đây là cái kênh mình ha. Ok, anh em muốn xem clip mới nhất thì bấm vô đây ha. Thì đây là những clip mới nhất của mình và những clip cập nhật xe của mình ha. Và mình sẽ hướng dẫn anh em một cái nữa, bấm vô YouTube đi. Anh em muốn tìm mình thì cứ bấm vô số điện thoại của mình ha, hoặc là bấm tên cũng được, bấm số điện thoại 0949999775 thì enter, thì nó sẽ hiện thị ra những clip mình ha. Thì mấy anh em mình cứ bấm vào bất kỳ những clip nào, bấm vào kênh đi, thì hiển thị vào kênh mình gì ha, thì hiển thị vào những cái clip của mình. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em thêm cái nữa là Google Maps. Bấm vào Google Maps. Anh em biết mình muốn biết mình ở đâu thì anh em cứ bấm vào giỏ dân trạng. Mô tô Cần Thơ ha. Thì sẽ hướng thị ra nó như thế này. Ok. Thì anh em cứ bấm vào đây là đi thôi. Là ở đây ha. Và mình sẽ hiển thị ra những cái cách làm việc của mình và những cái xe mình đang có ở đây. Và mình sẽ tìm mình qua Facebook. Ok. Ok, mình cái Facebook của mình là một cái Facebook Mô tô Cần Thơ ha. Và một cái Facebook nữa là Facebook Võ Văn Trạng nha. Mình bấm Võ Văn Trạng vô. Mình bấm chữ thường hay là chữ Vinh Hoa cũng được nha. Bấm nào cũng được. Thì hiển thị lên đây là Võ Văn Trạng, là cái kênh này là cái hút chính mình nha. Những cái hút khác anh em đừng nhắn tin hay là những làm việc ha. Thì số điện thoại của mình ở đây, anh em vô lòng chỉ làm qua số điện thoại mình ha, làm việc số điện thoại mình và cái kênh chính của mình ở đây. Và đây là Facebook và Facebook, và cái này là YouTube. Mình sẽ hướng dẫn anh em YouTube cũng được, đâu khi thêm cái YouTube nữa cho anh em dễ. Ví dụ anh em không biết số điện thoại mình đi, anh bấm cứ bấm vào tên của mình. Rõ ràng ha. Thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái kênh mình luôn nha. Ok anh em, thì mình vừa hướng dẫn anh em tìm mình như thế nào. Thì bây giờ mình làm xong hết trơn rồi. Thì anh em thắc mắc á, thì cứ gọi điện thoại cho mình ha. Số điện thoại mình là 0949999775 nha. Anh em cứ kết bạn Zalo hay kết bạn Facebook cũng được. Như anh em lưu ý ha, cái bạn hút của mình thì anh em vui lòng để tên đầy đủ và để hình chính chủ ha, thì mình sẽ kết bạn cho anh em. Hoặc là anh em mà có cái thông tin gì mà thắc mắc á, thì cứ nhắn tin thẳng cho mình, hoặc là kết bạn Zalo đi rồi nhắn tin cho mình ha. Những thắc mắc gì mà anh em thắc mắc gì cứ hỏi, mình sẽ trả lời cho nó luôn nha. Ok anh em, thank you anh em đã xem clip nha.